7 cách giữ sức khỏe và thân hình của người Nhật. Nhật Bản là quốc gia có dân số sống thọ nhất thế giới. Người Nhật rất có ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như việc ăn uống sạch. Các thức ăn uống hợp lý ngoài việc nâng cao sức khỏe và khả năng đề kháng, chống chọi lại mọi bệnh tật thì còn vô cùng hữu dụng trong việc giữ dáng bóc và cân đối hoàn hảo. Thứ nhất, bày nhiều rau củ trong bữa ăn. Vì rau củ các loại đều rất tốt cho sức khỏe, nên thay vì chỉ có một loại rau hay củ thì người Nhật thường bày ra 4-5 loại rau củ khác nhau trong bữa ăn, vừa đa dạng lại rất ít calo. Thứ hai, không lạm dụng dầu ăn. Các loại thức ăn đa số đều được người Nhật chế biến bằng phương pháp nước như luộc, ninh nhừ hoặc ăn sống. Các món ăn chiên xào với dầu là rất hạn chế. Khẩu phần ăn của người Nhật thường ít, bát đĩa nhỏ nhưng được sắp xếp ấn tượng và đẹp mắt, tuân thủ nguyên tắc của Harahachi Bunmei, tức là chỉ nên ăn no từ 70-80%. Thứ ba, ăn nhiều cá hơn thịt đỏ. Cá chứa nhiều axit béo omega 3, không chứa chất béo bão hòa như thịt đỏ, rất tốt cho sức khỏe, ngăn chặn béo phì và bệnh tim mạch. Hầu như bữa cơm nào của người Nhật cũng có món cá được đánh bắt hoặc nuôi theo phương pháp tự nhiên. Thứ tư, ăn các chế phẩm từ đậu nành. Người Nhật thường tận dụng tối đa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, súp miso. Các món ăn từ đậu nành rất ít các chất béo bão hòa mà lại nhiều protein. Thứ năm, tráng miệng bằng trái cây. Thay vì ăn bánh ngọt, kẹo hay bánh kem thì người Nhật tráng miệng bằng các loại trái cây theo mùa, vừa đẹp da, tốt cho sức khỏe, lại không gây béo phì. Thứ sáu, uống trà. Ở Nhật nổi tiếng với phong cách trà đạo và họ thường uống trà mỗi ngày vì trong trà xanh và trà đen có nhiều chất chống oxy hóa, ngăn chặn ung thư, chống lão hóa, làm giảm cholesterol, ngừa béo phì, giúp giữ dáng gọn, săn chắc. Thứ bảy, uống một cốc nước ấm trước mỗi bữa ăn. Uống cốc nước ấm buổi sáng sau khi ngủ dậy khoảng 10 phút, rồi tập thể dục và ăn sáng. Trước bữa trưa và bữa tối khoảng 10 phút, họ cũng uống chậm rãi một ly nước ấm. Cách uống nước ấm như vậy giúp làm tăng chức năng của dạ dày, thúc đẩy tuần hoàn máy, tăng khả năng trao đổi chất từ 10-20%, đưa lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả để nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa. Có thể thấy, với chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học nên người Nhật luôn có một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và thân hình hoàn hảo, quyến rũ.